Hùng ăn cơm gì anh Hùng? Không. Ngồi trên ghế sofa ăn cơm ngon quá rồi còn gì nữa. Đi sang cơm với khô nó ngon. Tiện hơn. Tiện với muối. Có rau không? Không. Không. Nhưng mà đến bữa nay thì em thấy cái nhà nó quá hoành tráng nhưng tuyệt vời lắm anh ơi. Dạ ha. Dạ rất là đẹp lắm. Em thì suy nghĩ ban đầu thì mình chỉ suy nghĩ là có một cái mái ấm che nắng che mưa này nọ đơn giản sơ sơ. Nhưng mà bây giờ thì quá tuyệt vời. Và con rất mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều đoàn thiện nguyện cũng như là quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân có thể kết nối thêm những cái phần quà thiết thực và ý nghĩa hơn nữa để gửi đến quý bà con trong những lúc mà cần những cái món quà này nhất. Có 74 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Chân thành cảm ơn ông Duyệt và bà Hiền đã hỗ trợ cho 74 hoàn cảnh khó khăn để nhận được những cái phần quà như thế này. Dạ con xin hết, con cảm ơn ạ. Rồi đây con gỡ mở này lên. Đây. Con đỡ ngoài này nha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là ngôi nhà của anh Hậu, người mà phải sống cảnh gà trống nuôi con sau khi người vợ của mình ra đi bỏ lại hai đứa trẻ. Thì được sự chung tay của quý mạnh thường quân là để mà anh có một cái nơi ở cho nó ấm cúng hơn tí xíu, không bị những ngày mưa tạt nữa. Tại vì bây giờ nếu như mà để ngôi nhà lớn như thế này á thì cũng khá là lạnh lẽo á. Thì hôm nay thì quay trở lại đây thì cô bác anh chị thấy hình dáng ngôi nhà mới của anh Hậu cùng với hai người con của mình á cũng đã gần như hoàn thành khoảng 70% rồi đó. Ngôi nhà này thì ngang là 4m5 dài 12m ha cô bác anh chị. Sẽ được đóng la phong, lót gạch và cắt khung tiền chế luôn. Ở ngoài trước này có một cái hàng ba ha. Ngày hôm nay thì các anh cũng đang làm cái phần nền để mà dán gạch luôn. Và thấy cô bác anh chị thấy đây là gạch giả gỗ nè. Gạch này thì được anh Hậu tự lựa chọn luôn ha cô bác anh chị. Còn cái phần nhà thì alu là giả đá và phần ở trên á là cái phần la phong là màu trắng. Là la phong này thì được anh Hải đóng từ Mạnh Thường Quân của kênh Út Đồng Tháp với số tiền là 6.300.000 đồng. Và bây giờ mời cô bác anh chị cùng vào bên trong sơ sơ ha. Còn khoảng 2 ngày nữa thì mới hoàn thành. Bùi Hồ thì cũng chỉ mới chuyển cho các anh thợ 50 triệu thôi. Là bên phần anh Hợp là 20 triệu và anh Vũ là 30 triệu là 50 triệu. Đây là cái phần mặt dựng ngoài trước thôi cô bác anh chị. Sơn một màu xanh cũng khá là đẹp ha. Ở dưới này dựng lên khoảng 9 tấc nè. Ở đây có một cái hàng ba cũng dán gạch luôn. Đây. Anh Hợp thì cũng đã đi điện xong hết nè. Cũng có CB chống giật. Cũng đi một cái phần la phong màu trắng ha. Kết hợp với lại cái phần alu màu trắng thì nhìn rất là đẹp. Ở dưới này gạch thì do anh Hậu nói có hai đứa bé nhỏ nó thường chơi cát á. Nên là nữ là anh sẽ chọn một cái màu gạch cho nó tối tối. Đó là màu gạch giả gỗ. Cũng đi điện rồi xong hết rồi. Thì bây giờ Bùi Hồ cũng cập nhật sơ sơ cho cô bác anh chị biết ha. Chiều nay thì các anh sẽ làm cái phần này nè. Làm cái phần gạch, lót cái phần gạch này. Rồi sau đó còn xây cái phần giềng lên 3 tấc nữa. Cũng dán gạch màu trắng chỉ theo giống như nhà của cô Chính đó cô bác anh chị. Ngoài trước này cũng có một cây quạt. Cũng có một cái CB để mà gâm điện ha. Ở đây có một cái bóng đèn. Bùi Hồ có nói với anh Vũ á là mai mốt là đem cái phần cái trang thờ, cái khánh thờ để trên này luôn. Bây giờ xe quay sơ sơ. Ngôi nhà này thì cũng khá là dài của bác anh chị, con thì cũng khá là chắc chắn luôn. Alu thì giả đá một màu rất là đẹp. Mình do mình gút cái chiều dài của ngôi nhà lại á, tại vì anh Hậu vừa sống có một mình, thành thử là làm sao mà để cho anh gói ghém nhất cái thời gian mà dọn dẹp ngôi nhà và một cái phòng ngủ như thế này ba cha con ngủ chung á thì nó sẽ ấm hơn. Cũng được phép hai cái cửa sổ, một cái cửa sổ ở trong phòng. Cửa sổ là 1m2, 1m4 cô bác anh chị. Cửa sổ này lớn hơn so với những cửa sổ trước đây mà Bùi Hồ đã từng cắt cho những cái ngôi nhà trước đầy rút kinh nghiệm ha. Cái phần mặt khại thì cũng lấy ánh sáng đủ rồi. Nên phòng khách của mình không có làm cái cửa sổ nữa. Mát lắm. Và vì ga lên 2m mấy nữa nên thành nữ là phần mưa tạt thì cô bác anh chị cứ yên tâm. Phần đóng la phong ở đây. Hôm trước thì Út Đồng Tháp hỏi Bùi Hồ là có nên đóng cái phần trước không? Thì ở trong này thì đóng cũng được rồi, để cho nó chống nắng. Còn nếu như mà còn dư tiền có thể gửi cho anh Hậu để sau này anh làm vốn còn nuôi con nữa. Những cái chi phí phát sinh ra đối với anh á, vào thời điểm này thì nó mình chỉ cần có cái che mưa che nắng á, nó không cần phải tốn quá nhiều tiền vào cái ngôi nhà. Tại vì quan trọng nhất là cái thời gian sắp tới anh phải nuôi những đứa con nhỏ của mình đó cô bác anh chị. Đây, những cái
phần la phong đóng hết ha. Ở đây cũng có một cái phần cửa sổ luôn. Đây cô bác anh chị, nhà anh Hậu có nhà vệ sinh ở đằng sau rồi. Bây giờ là các anh thợ chưa làm xong nên lót gạch cho Bùi Hồ có thể đi sơ sơ để quay cho cô bác anh chị biết luôn. À, ở đây là một cái phần cửa của không gian nhà bếp đó cô bác anh chị. Cửa này cửa sổ cho nó thoáng luôn. Thì sau này thì anh nó còn Bùi Hồ có nói với anh Vũ á là hàng một cái kệ bếp ga để cho anh. Có một lần anh nói là cái bếp ga của anh cũng đã bán đi vì để trị bệnh cho vợ. Thì chắc có lẽ là cũng Bùi Hồ sẽ trích số tiền quỹ của Quý Mạnh Thường Quân á để mà mua cho anh một cái bếp ga, cũng sang sửa cho anh một cái niệm đồ luôn ha. Ở đây thì lấy gió lấy ánh sáng cũng khá là tốt luôn cô bác anh chị. Ngôi nhà này cũng rộng lắm, nói chung là vừa đủ ấm cúng cho cả ba cha con, ba thành viên trong gia đình. Điện nước rồi cũng đi lại hết à. Rồi cái cửa nhà vệ sinh á thì cũng làm lại luôn. Cái la phong này dạ xuống sáng lắm, màu trắng này dạ xuống gặp này sáng lắm cô bác anh chị. Xong điện hết chưa anh không? Xong hết rồi ha. Dạ. Để xong ngôi nhà thì em gửi luôn cái số phần tiền còn lại anh hả? Này khoảng mấy ngày nữa xong anh hả? Chiều mai ha. Đây, ở đây có hàng ba nè. Hôm trước cô bác anh chị nói nhà của cô Chính cũng có hàng ba la quá trời, la Bùi Hồ quá trời. Rồi bây giờ rút kinh nghiệm làm cái hàng ba cho vừa lòng. Nói chung là cũng sáng sáng ha. Đây cô bác anh chị thấy không? Dễ thương. Hôm nay mấy anh thợ điện cũng đi xong hết rồi. Phần điện là xong hết rồi anh hả? Nói vô là có điện ha. Cái phần bên đây, nhà bên đây khá là lớn. Sau này anh Hậu á có muốn làm cái phần mà gọi là quay chậu ấy, có thể làm trong này được nè. Cái bàn thờ ông bà chỗ đó cũng, cái bàn thờ nó mục hết rồi, cũng thương ghê, đâu có tiền đâu mua đâu. Sau khi cái anh thợ điện đấu lại thì anh Hậu có điện rồi đó. Ở đây có điện ngoài trước, bóng đèn ngoài trước luôn ha. Đa số đà là đèn led á, nó tiết kiệm điện hết à. Ngôi nhà này thì chắc 2 ngày nữa khi mà anh Hợp với lại anh Vũ làm xong á, tại vì anh Vũ cũng chưa làm xong cái phần cửa phòng với lại cái cửa sổ á, nên là nữ là khi mà anh Hợp anh làm xong phần này á thì anh Vũ anh làm, thì sau đó bà Bùi Hồ sẽ bàn giao số tiền luôn cô bác anh chị. Hiện nay thì chỉ có đưa tiền la phong với lại 50 triệu thôi, còn phần tiền còn lại thì Bùi Hồ chưa có thanh toán với mấy anh thợ, để xong thì sau đó gửi cho các anh thợ luôn. Còn đây là phần gạch nè. Gạch 50 nha cô bác anh chị, 50 vuông. Gạch này gạch lớn. Ngày hôm nay thì qua đây các anh thợ cũng ăn cơm ở tại chỗ luôn. Anh Hùng, ăn cơm gì anh Hùng? Ngồi trên ghế sofa ăn cơm ngon quá rồi còn gì nữa. Đi xa ăn cơm với khô nó ngon. Tiện hơn. Dưa muối, có rau không? Không. Không hả? Chan nước lạnh vô ăn. Ngon. Nhưng mà ăn vậy thì nó tiện. Mà nếu như mà có đồ kho thì nó lạnh lạnh, nó khó ăn đúng không? Ăn đồ khô gì nó dễ ăn. Không có dưa leo gì chấm chứ hả? Có mà ít xíu đồ chấm à. Dạ. Anh mấy anh thợ làm ăn cơm cũng ít ghê ta. Sao anh ăn ít cơm vậy? Nhiêu đó được 2 chén không? Hơn 2 chén. Hơn 2 chén hả? 3 chén lưng lưng. Dạ, cơm chan với nước lạnh. Đặc sản của mấy anh thợ Hồ. Rồi ăn ngon miệng nha anh. Dạ. Đâu ăn gì? Cái luôn. Cái chân hết chưa? Chân cái này bớt nhiều. Đâu đưa em coi coi. Đại. Đưa em sửa cho. Không. Nghe bớt à. Vẫn còn bông gân. Chỗ mình đi gì đó luôn. Nghề nghiệp cũng phải tai nạn vậy cũng may mắn lắm. May mắn nha anh ra. Cho nhiều người làm không được cả tuần. Bữa đó qua cặp nhà nó cũng gần tới, nó gác cái giò qua cũng đã. Ừ. Nói chung là bữa đó cũng... lại á là anh Tư nói mày ấy tao nhìn mày gác thế dữ rồi đâu rồi. Cũng ông bà cũng thương. Cơm gì đó, cơm trái dừa leo nữa. Cơm với cá rô. Đó. Chiên đó hay gì? Đâu, có nửa con vậy. Con cá rô. Với trái dừa leo. Trái dừa leo. Vợ thì cũng dở cơm đi làm ha. Ừ. Anh cũng dở cơm đi làm luôn. Dở cơm tính không dở rồi, nó dở ăn đi để mua cái cơm nhão á. Ừ. Cơm nhão mình ăn không được, không quen. Ừ. Trời ơi, anh Hợp là ăn đồ ăn nhiều ghê á. Nãy giờ thấy anh Hợp ăn đồ ăn nhiều nhất luôn. Cá tra muối. Này này không tốn tiền nè. Chuối này xinh nữa người ta nè. Cá này đi bắt có nè. Gạo này tự trồng nè. Chuối này cũng đồ chiên luôn. Đồ khô không? Đồ khô không? Đồ khô không. Nè chú Năm ăn cơm gì? Cũng đồ khô luôn. Cá muối chiên.
Nhưng mà gì thấy nó vui rồi ha. Thấy cái ngày ăn cơm, bữa cơm của các anh phụ hồ không? Các có tiện gì nhà muốn ăn gì ăn. Dạ. Theo nước đổ tháo. Nước đổ tháo, ăn cơm với đồ chiên. Ừ. Ngon. Nó gọn. Chứ hai nữa cái này tiết lạnh không học. Dạ. Tiết lạnh nó. Ô, cá này ngon nè, cá này là cá. Cá dảnh. Cá dảnh. Cá dảnh. Cứa ra muối, chi. Dạ. Này khỏi tốn tiền ha chú. Nhẹ đại nhẹ tốn tiền chút. Thấy không, cô bác của anh chị thấy cái ngày là làm hồ với phụ hồ rồi thấy cực không? Chú năm nay là chú nhiêu rồi? Năm ba. Nhỏ hơn chú năm hả? Nhỏ hơn. Chú năm là gần 60 rồi đúng không? Rất là 60. 60 à? Chừng nào về hưu? Chưa biết. Chưa biết. Thôi mấy chú ăn ngon miệng ha. Để nó quen mấy chú cũng ngại nữa. Anh Hậu ơi. Rồi chào anh ạ. Dạ. Vui không? Nói chung ra thì rất là vui lắm anh. Dạ, thấy nhà cắt được không? Cái này là em hồi trước á, thì em nghe nói mấy anh định cắt cái ngôi nhà đó để che nắng che mưa, là có chỗ nơi ấm cúng này là em mừng quý lắm. Nhưng mà đến bữa nay thì em thấy cái nhà nó quá hoành tráng, nhưng tuyệt vời lắm anh ơi. Yeah. Dạ, rất là đẹp lắm. Em thì suy nghĩ ban đầu thì mình chỉ suy nghĩ là có một cái mái ấm che nắng che mưa này nọ, đơn giản sơ sơ, nhưng mà bây giờ thì quá tuyệt vời. Mấy ông thợ này làm được không, anh thấy ổn không? Ồ, mấy anh này nói chung ra thì thấy mảnh mặn nhiệt tình lắm anh ơi. Nhiều khi thấy mảnh mặn là anh không có buông ra mà ngồi không nghỉ ngơi. Em thấy mảnh mặn là buông ra công việc này cái anh bắt công việc kia. Cái bên thợ, bên anh Vũ cũng vậy. Bên anh Vũ là mấy anh thợ hàng nhà tiền chế rồi, hàng rồi đó anh. Thì mấy ảnh mà buông ra công việc này bắt qua công việc nọ, chứ không có thấy cái mà mấy ảnh ngồi không gì hết. Thấy ngôi nhà gì hài lòng không anh? Cái này là nói chung ra là nó quá tuyệt vời luôn. Thật ra như thế này nè, nhà anh Hậu thì cái mặt bằng cũng khá là rộng. Dạ. Nhưng mà em muốn gom gọn lại vì anh với thầy hai bé. Dạ. Anh không có phụ nữ trong nhà nữa nên là nữ là quét dọn mình cũng đỡ cực hơn. Dạ. Rồi ba cho con ngủ trong nhà nó ấm hơn. Dạ. Nên là nữ là làm ngôi nhà như thế này á. Dạ. Nó đủ mấy cha con sinh sống đấy, nó cũng ấm cúng. Ra vô nó cũng bớt là lẹo. Dạ. Đúng không? Thì em thấy như gì nó cũng bự lắm. Rồi. Chứ không phải mà nó chẹt hay nhỏ gì, mà thấy là nó không gian rộng rãi dữ lắm. Dạ. Ngôi nhà như thế này là 40-50 năm là bình thường luôn á. Dạ. Thì em có nghe mấy người kia nói đó, thì là tầm khoảng là cái đó đó, 40-50 năm nó lên đó, chứ không dữ. Ừ. Thôi thì nỗi buồn nào cũng qua, mình phải sống với nuôi hai đứa bé. Dạ. Để thay thế vợ mình chăm con của mình cho nó, sau này nó lớn lên nó có nghề nghiệp rồi nó tự nuôi bản thân nó. Dạ. Và em chúc mừng anh vì được mạnh thường quân chúng ta giúp đỡ cho gia đình của mình. Dạ. Và anh phải cố gắng lên để đừng làm cho mạnh thường quân thất vọng về bản thân mình. Dạ. Và những lúc khó khăn nhất thì có mọi người chung tay như thế này rất là quý. Và thôi thì hôm nay qua cập nhật, hai ngày sau thì em sẽ qua cập nhật bàn giao ngôi nhà cho mình. Dạ. Rồi cố gắng lên ha anh ha. Dạ. Thay mặt mạnh thường quân gửi lời chúc sức khỏe anh cùng với lại mấy đứa bé. Dạ. Luôn là chỗ dựa vững chắc cho con của mình. Dạ. Ha. Cho em gửi lời cảm ơn đến anh chị cô bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đó anh Hồ, đã chung tay giúp đỡ cho em xây được cái ngôi nhà ấm cúng như thế này mà nó hoành tráng nữa, quá đẹp. Em rất là mừng lắm anh, vì có nhiều khi những đêm đó là em ngủ không được nữa, rồi có khi mới thức giấc là phải đi ra vô mình coi. Đi tới lui coi đó anh, nhiều khi mình nằm ngủ mình nhiều khi dắt vô ngủ thì mình suy nghĩ tới cái nhà này nó chắc mơ mốt chắc đẹp dữ lắm, thì đúng là sự thật như vậy. Bởi thôi. Dạ. Cho em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ gần xa, đã ủng hộ giúp đỡ em những ngày qua. Dạ. Cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị cô chú. Dạ. Mạnh thường quân rất. Dạ. Là nhiều. Dạ. Nói chung ra thì biết sao mà nói chung mơ mốt đây rồi, quý khả năng nào đấy nữa để mình bù đắp lên nữa. Dạ. Rồi thôi anh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Trong cái lời cảm ơn nhất nhiều luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình đó, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, thì được sự hỗ trợ của ông Duyệt và bà Hiền sống ở tiểu bang Texas của Mỹ, hỗ trợ cho các bà con những cái
phần quà nhu yếu phẩm gồm có gạo nè, mì, nước tương, đường, bột ngọt, nước mắm. Mỗi một phần quà như thế là trị giá là tương ứng với lại 400.000 đồng. Và ở đây thì có tất cả là 74 hộ. Thì tiếp nối với lại phát quà ở xã Long Bình, huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang á, thì bà Hiền hỗ trợ tiếp tục ở đây là 74 phần. Mỗi một phần như thế là tương ứng với 400.000 đồng. Hôm nay thì cũng có mấy cô đến đây dự cũng khá là đông nè. Hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn bà, cảm ơn ông Duyệt và bà Hiền đã hỗ trợ cho Bùi Hồ đang kết nối đứng tại chỗ này để phát cho cô chú ha. Cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì với phương châm những điều phụ lấy giá gương, người trong một nước thì phải thương nhau cùng, thì người Việt ta có cái tinh thần là đùm bọc yêu thương hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội. Người giàu khỏe mạnh thì giúp đỡ cho người nghèo khó yếu đuối, và người bình thường thì cũng có thể là giúp đỡ cho những người hoạn nạn khó khăn. Thì chương trình trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn trong năm 2023 hôm nay thì được sự hỗ trợ của ông Duyệt và Hiền ở tiểu bang Texas, Mỹ tài trợ, và đại diện là YouTuber Bùi Hồ và Út Đồng Tháp. Và đến dự cái buổi ông Ngô Thành Sông, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Bình. Dạ, về mặt trận Tổ quốc thì xin trân trọng được giới thiệu bà Huỳnh Thị Thu Tư, phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Bình. Và đại diện là các ban ngành đoàn thể của xã và hơn 70 bà con hộ gia đình có hoàn cảnh nghèo khó khăn trên địa bàn xã Tân Bình. Một lần nữa thì đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Dạ, không để cho bà con mình đợi lâu thì mình tiếp tục chương trình, và sau đây thì xin trân trọng kính mời đại diện YouTuber Bùi Hồ. Dạ, cho con xin chào quý ông bà cô bác có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Con xin chào chú Song với lại bạn Tư đã cho con có mặt ở đây để mà kết nối với lại quý mạnh thường quân để mà có thể hỗ trợ những cái phần quà gồm những cái nhu yếu phẩm, phần chia sẻ yêu thương của quý mạnh thường quân là ông Duyệt và bà Hiền sống ở tiểu bang Texas của Mỹ hỗ trợ đến cô chú. Và con xin chân thành cảm ơn bên chính quyền địa phương của xã mình đã tạo điều kiện cho con có mặt ngày hôm nay để có thể kết nối với lại quý cô chú ở đây để san sẻ những cái phần yêu thương này. Và con rất mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều đoàn thiện nguyện cũng như là quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân có thể kết nối thêm những cái phần quà thiết thực và ý nghĩa hơn nữa để gửi đến quý bà con trong những lúc mà cần những cái phần món quà này nhất. Và một lần nữa thì con không biết nói gì hơn, con cũng là dân địa phương của ấp mình, ấp Hạ, xã Tân Bình. Được may mắn là được kết nối cùng với mấy quý mạnh thường quân để mà hỗ trợ cho bà con. Thì cho con gửi lời chúc quý ông bà, cô chú, anh chị có mặt hội trường ngày hôm nay nhận những phần quà này thật là vui vẻ và ấm áp. Tuy là những cái phần quà này nó không có lớn lắm, tuy nhiên nó là một phần san sẻ yêu thương của những cô chú là kiều bào đang sống ở nước ngoài muốn hỗ trợ chia sẻ những cái phần khó khăn này đối với các cô chú ở đây. Và một lần nữa con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú có mặt ở đây đã nhận cái phần quà này, và cũng như là cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho con có thể kết nối được với lại quý cô chú mạnh quân để san sẻ những yêu thương này. Và cũng nhân ngày hôm nay thì thay mặt cho 74 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Bình, huyện Tân Bình của tỉnh Đồng Tháp, chân thành cảm ơn ông Duyệt và bà Hiền đã hỗ trợ cho 74 hoàn cảnh khó khăn để nhận được những cái phần quà như thế này. Dạ con xin hết, con cảm ơn ạ. Dạ, tiếp tục chương trình thì xin trân trọng kính mời ông Ngô Thành Sông, đại diện Ủy ban nhân dân xã Tân Bình có đôi lời phát biểu trong cái chương trình trao quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Cũng phối hợp với cái đơn vị tài trợ thì trước tiên cũng thay mặt địa phương thì xin cảm ơn cái nhà tài trợ chỗ gia đình anh Việt và chị Hiền ở chúng ta ở Mỹ thì cũng có hỗ trợ phần quà là tổng cái số cái người dân địa phương thì cho cái hộ nghèo cận nghèo
thì đến thời điểm này thì chúng ta cũng có 74 cái người dân để đến dự và nhận quà. Thì trước tiên thì cũng thay mặt cho địa phương cũng cảm ơn chỗ Bùi Hồ ở Đồng Tháp cũng là cái trung gian để giúp cho cái địa phương làm cầu nối các cái mạnh thường quân, không riêng gì chỗ gia đình của anh Việt và chị Hiền, thì ngoài ra những mạnh thường quân khác đó, để cùng đồng hành địa phương để nhằm giúp cho cái những người dân có hoàn cảnh khó khăn đó, khi cần những cái phần quà thì giống như cái cây khô mà chúng ta đang cần nước đó, thì đến thời điểm này thì tuy món quà thì nó cũng không có nhiều, thì nhằm góp phần giúp cho những cái hộ nghèo cận nghèo nhằm có cái điều kiện là trong cái thời gian mà khi cần đó để chúng ta có cái những phần quà như gạo mì hay là nhu yếu phẩm để chúng ta thực dụng trong cái bữa ăn của mình, nhằm giúp cái trong cái khó khăn sắp tới. Thì cũng một lần nữa thì thay mặt chỗ địa phương thì chúc sức khỏe chỗ gia đình anh Việt và chị Hiền cùng Bùi Hồ và cái Đồng Tháp cùng bà con. Thì đây cũng gần giáp năm rồi, tới năm Giáp Thìn năm 24, thì một lần nữa thì xin chúc sức khỏe gia đình anh Việt và chị Hiền luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, và cùng đồng hành thời gian sắp tới cùng đồng hành các địa phương Yên Tân Bình và các cái mảnh đời khó khăn khác. Một lần nữa thì chúc chỗ Bùi Hồ và chỗ Đồng Tháp cùng bà con có mặt hôm nay là chúc sức khỏe hạnh phúc chúng ta trong cái năm Giáp Thìn sắp tới. Xin cảm ơn. Và Út Đồng Tháp, dạ YouTuber Út Đồng Tháp có đây không? Thôi, dạ, mình đang lên nhận. Em mời hai anh bước lên phía trên để ở đây đi, quay đi. Cảm ơn từ lãnh đạo của địa phương. Dạ, lên phía trên sân khấu. Đại Bùi Hồ, đại diện. Dạ rồi. Dạ, xin trân trọng kính mời ông Ngô Thành Song, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên trao giấy cảm ơn cho đại diện nhà hảo tâm. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ con cảm ơn. Dạ. 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 Bà con mình cho một tràng vỗ tay để tri ân cái sự đóng góp của anh. Bắt đầu từ cái bàn đầu tiên rồi mình dài xuống chứ không có đi lộn xộn ha quý bà con. Ở đây sẽ có người kiểm phiếu thì con mời lần lượt 10 người. Dạ, lúc qua bên đây. 10 người đi ra đi dọn qua hướng này giùm con nè. Rồi ở đây có đại diện con sẽ nhận phiếu. Dạ đúng rồi. Đi từng dãy bàn bên tay phải của con nha. Đủ 10 người thì ngừng lại. Rồi xong bà con nhận quà xong bà con đi về ra ngoài luôn. Đây nè bà, đây nè. Dạ, qua đây nè, con qua đây. Bà đứng sau này nè. Ở già chẳng một người đi. Vậy chứ sao đó. Đúng không bà đó con. Còn lên luôn có phiếu chưa hả? Dạ đây nè, úp lên trào chưa? Rồi mỗi người đứng ngay phần đây rồi mời chỗ mời với mình lên ba người. Úp lên trào đi. Dạ. Kèm phiếu đây chị. Đứng mà sao? Dạ. Sao cái mình phát nó tới đi cụ. Nó tới đi cụ này. Sao bà, cô bà kinh nổi không? Hết này luôn. Dạ. Nè, anh ôm phụ này nè. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Nè, bà để này lên, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Vậy cho nó gọn nghe chị. Đẩy lên xong rồi hả lên. Để lên.
lấy bao gạo đi. Dạ. Bán mì lên rồi. Dạ, phát lần 10, 10 hộ Sài Gòn. Đi rồi, chỗ hồi đứng đó đi. Dạ. Ốc vô, ốc phát đi con sắp lên cho. Ốc phát đi con sắp lên cho. Dạ 1 2 3 4 5 6 8 10 sao. Dạ giờ lên đèn ngồi ở đây đi cô. Để cho nó 10 hộ đi mình giải kiểm chị. Con ngồi đây đi. Dạ. Đây đi. Tại mình có phiếu là mình được nhận hết à. Là được hết trơn. Đến đây là mình không có sợ mất phần. Dạ, không có sợ mất phần. Rồi. Nhận trước nhận sau có phiếu. 4. Dạ. 5. 6. 7. 8. Mình có phiếu mình nhận xong cái mình đi ra luôn. Dạ. Rồi. Rồi đây con gỡ mở này lên. Đây. Con đỡ ngoài này nha. Cảm ơn nhân cậu. Tại tài biến thì khó đi. Dạ. Đây cái đâu? Đâu? Con. Đây con ginh kìa. Dạ. Bà ơi. Cô ba con để đây nha. Trời ơi con mà không có được. Đây. Từ từ. Ấy giờ thì mấy bọc nó giùm đi nha. Em cứ lo sắp sắp hộ mấy cô chú đi. Anh lấy cho. Ủa. Dạ không, ở đây có phiếu hết á. Dạ. Rồi mình đứng theo cái phần quà của mình. Đây cô qua đây nè cô. Cô qua đây. 3. 4. Nằm đây nè cô. 6. Đây. Rồi mấy bạn này 7. Đây con phiếu. Đưa phiếu cho con. 8. Dạ. 9. 10. Rồi vậy. Này sao rồi? Ở đâu ạ? Cái này lấy dư. Để dư. Để hậu thiếu ra cả. Rồi ốc vô. Em vô đứng đi. Vô đứng lên. Vô đi. Rồi vậy cho ấy luôn hay à. Chụp. Dạ. Con về nha cô. Chú nó bưng từ ngoài đó. Để quà đây hả em. Dạ. Dạ. Có từ bi nè. Dạ. Dạ. Để đầu đây. Này có cô Hai Vinh ra giùm đúng không? Cô Hai này. Này con để đây nha. Có hai, để đây nha. Dạ. Hai nhất rồi ta. Chưa để con chắc lên cho, đây còn gạo nữa. Đó. Không mì nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Chị, qua đây đi chị. 6, 3, qua đây 7, 8, 9, 10 đủ đó. Dạ. Con để đây. Hãy
đây. Gạo nữa không? Rồi, đủ rồi. Mì đó. Lên đi, mình có phiếu mình lên đi chị. Rồi một người nữa đủ. Đây, đứng đây bà. 4. Đây. 5 6 7 8 9 10. Có phiếu không chú? Chú có phiếu không? Dạ. Rồi. Dạ. Dạ không được không? Dạ, phát luôn hay không ha? Rồi. Dạ. Rồi. Để cho mấy bà lấy hết cho mình. Còn bao gạo nữa kìa. Vô mình xích là để mình kiểm luôn. Nếu mà gọi vô đây đi. Vô đây. Bà vô đây. 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 Vậy là mình 8 hả? 2 4 6 8 rồi, dư 2. Đây một phiếu nữa hả? Rồi vô đây luôn. Rồi 8 9. Rồi nè. Còn một phiếu nè. Phiếu nữa vô luôn, bạn này vô luôn, chụp luôn. Rồi vậy gọn. Nhận nghe. Rồi. Dạ. Rồi bà con mình nhận đi rồi ra. Về. Dạ. Rồi. Rồi vậy mấy phần này là mấy hộ đi sau đi vắng đi Út nữa hỗ trợ phát giùm con. Có thì phiếu đến mình nhận mình trao chứ không có vấn đề gì hết. Dạ. Ừ. Rồi. Vậy cho nó gọn. Rồi. Cây con. Cho hai phần nè. Hai phần. Rồi vô đây lấy. Đây. Là ba phần đúng không? Đây là vậy là 3 phần đúng không chị? 3 phần này, 2. Ba nhận luôn rồi đủ. Rồi. Vậy là xong. Vậy là vắng cũng không có nhiều. Rồi không có nhiều. Dạ. Rồi cháu đẹp nữa hả? Con 11 phần. Thì thôi chừng nữa Út phát những cái hộ mà có phiếu đầy Út với lại... Ở đây, để mấy... ở đây thì nửa băng hồng ai đến đây thì tại mình trong thơ mừng có gì đây. Dạ, dạ. Thì nữa mấy bạn gia đình nào tới thì nữa em hỗ trợ phát dạ. Cho hồng. Dạ. 11. Ở đây thì phát tổng cộng là 74 phần, mỗi phần tương đương gần 400.000 đồng. Và hôm nay thì cô chú đi cũng gần 60 hộ. Còn những phần này thì chú xong bên xã đó sẽ giữ cái khi mà có cái phiếu là chú sẽ gửi lại luôn. Thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn ông Việt và bà Hiền ở tiểu bang Texas của Mỹ đã hỗ trợ những cái phần quà rất là thiết thực cho bà con. Cũng thay mặt cho chú xong bên đại diện chính quyền của xã cảm ơn ông bà rất là nhiều, chúc ông bà sức khỏe an lạc. Thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.